Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 123 và giao bài của buổi số 124. Vậy thì đầu giờ thì cô đã để thời gian chờ khá là dài, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài luôn nhé. Các bạn nhìn qua một chút về phần bài học của buổi học ngày hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục chữa về cấu trúc câu to to. Và chúng ta có ví dụ thế này: He walks too fast for me to keep up. Anh ấy đi quá nhanh để tôi có thể đuổi kịp. Vậy thì khi này, hôm trước thì chúng ta học về đằng sau to, ta cộng với tính từ. Thì ngày hôm nay ta học về đằng sau to, ta cộng với trạng từ để bổ nghĩa cho động từ thường. Đó, vậy thì chúng ta thấy câu ví dụ là He walks too fast. Thì khi này từ fast giữ vai trò làm trạng từ để bổ nghĩa cho động từ walks. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Nào, câu 1. Cô giáo tiếng Anh của tôi nói quá nhanh để tôi có thể hiểu. Các bạn cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nào. Cô giáo tiếng Anh của tôi nói quá nhanh để tôi có thể hiểu được. Ở đây chúng ta không đơn giản là dùng với động từ to be nữa. Và trong trường hợp của ngày hôm nay ta dùng hoàn toàn với động từ thường. Và để dùng với động từ thường thì ta sẽ dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ các bạn nhé. Rồi, vậy ta có cô giáo tiếng Anh, my English teacher, cô giáo tiếng Anh của tôi, đúng không ạ? Một cái tính từ sở hữu my English teacher. Nói quá nhanh, động từ nói, động từ speak sẽ được chia động từ ở chủ ngữ số ít, thì động từ speak được thêm đuôi s. Các bạn thấy không ạ? My English teacher speaks. Quá nhanh, too fast. Các bạn nhớ rằng là tính từ của từ fast là nhanh, thì chuyển sang trạng từ nó vẫn giữ nguyên là fast các bạn nhé. Chứ các bạn không biết là too fastly, no, nó chỉ là gì ạ? Too fast. Thế thôi, too fast. For me là để tôi, và chúng ta sẽ có tân ngữ for me to understand. My English teacher speaks too fast for me to understand. Đó, nhờ có tân ngữ for me. Để hiểu ta có động từ to understand. Theo sau của to ta vẫn có cộng với to verb nhá. For me to understand. Đó, bạn nào ta chưa chữa được thì các bạn chú ý chữa vào. Và đặc biệt lưu ý là động từ speak chúng ta được chia động từ nhá. Rồi câu 2, anh ấy chơi nhạc quá to để nghe. Đúng như là anh ấy chơi nhạc quá to, chúng tôi không thể nào mà nghe được, đúng không ạ? Ok, vậy các bạn lại cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nhé. Ok, vậy ta có động từ chủ ngữ anh ấy là he. Chơi nhạc, động từ plays, các bạn chú ý thêm s. He plays music too loudly to listen. Ở đây chúng ta phải dùng với dạng trạng từ của từ loud và chuyển thành loudly. Tại sao? Tại vì chúng ta dùng loudly để bổ nghĩa cho động từ plays. Trạng từ thì đi với động từ. He plays music too loudly to listen. Đằng sau to ta vẫn cộng với dạng to verb.
to listen. Bạn nào chưa chữa được các bạn chữa bài nhé. Đặc biệt chú ý cho cô động từ play, chúng ta nhớ chia động từ là từ loudly. Các bạn nhớ là không biết là too loud mà phải là too loudly. Câu 3. Anh ấy quá lớn để mặc vừa quần áo. Các bạn comment đáp án cho cô nhé. Anh ấy quá lớn để mặc vừa quần áo. Rồi, vậy chúng ta có chủ ngữ anh ấy. Anh ấy quá lớn, đây là một câu để miêu tả. Vậy ta dùng với động từ to be. He is. Vậy, too big. Khi này đi với động từ to be thì ta dùng tính từ như bình thường, đúng không ạ? Too big. To fit the clothes. Mặc vừa là fit, quần áo là the clothes. He is too big to fit the clothes. Với dạng câu này thì hôm qua ta đã ôn tập rất nhiều rồi, đi với động từ to be thì chúng ta vẫn có tính từ đứng đằng sau của to. He is too big to fit the clothes. Câu 4. Cô ấy lái xe quá cẩn thận để có thể gây ra tai nạn. Câu này các bạn đọc thì có vẻ các bạn không hiểu, nhưng ý nghĩa của nó là cô ấy lái xe quá cẩn thận đến mức không thể gây ra tai nạn được. Đó. Rồi, vậy chúng ta có chủ ngữ cô ấy, she. Lái xe, chúng ta thấy là động từ drives. Các bạn nhớ chia động từ nhé. She drives. Quá cẩn thận. Thế khi này thì chúng ta lại cần dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ drives. Vậy she drives too carefully. Đó, trạng từ carefully. Too carefully. Để gây ra tai nạn. To cause an accident. To cause an accident. Chú ý động từ drives được chia này. Chú ý sử dụng trạng từ carefully này. Okay.
She drives too carefully to cause an accident. Gây ra tai nạn, ta có một cụm đó là cause an accident. Rồi, câu 5. Cô ấy không nói quá rõ ràng để chúng tôi có thể hiểu được. Cô ấy nói không rõ ràng đúng không ạ? Để chúng tôi có thể hiểu được. Các bạn comment đáp án nhé. Rồi, vậy chúng ta có chủ ngữ cô ấy, she. Cô ấy không nói quá rõ ràng. Vậy ta sẽ có là she doesn't speak. Khi này sẽ là câu phủ định đúng không ạ? She doesn't speak too clearly. Khi này ta lại dùng với trạng từ để bổ nghĩa cho động từ speak. Vậy ta dùng clearly thay vì là dùng tính từ clear. She doesn't speak too clearly. Cho chúng tôi, ta có tân ngữ for us. Để hiểu được, to understand. Đó. Các bạn chú ý đầu tiên là dạng phủ định của động từ doesn't speak. Thứ hai là các bạn phải dùng trạng từ clearly thay vì tính từ clear để bổ nghĩa cho động từ thường. Đó là những gì là cần lưu ý. Rồi, vậy các bạn có thời gian để xem lại 5 câu chữa bài trong phần bài học ngày hôm nay. Trong cả 5 câu này thì chúng ta thấy rằng là đa số hôm nay chúng ta gặp về dạng đằng sau to ta cộng với trạng từ đúng không ạ? Để bổ nghĩa cho động từ thường. Đó. Vì thì hôm qua ta học về chúng ta dùng tính từ để bổ nghĩa cho động từ to be, thì ngày hôm nay là mình dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ thường các bạn nhé. Lần nào chúng ta không nhớ được chúng ta ghi bài vào nhé. Đó, chúng ta có 5 câu, các bạn có thời gian để các bạn xem lại bài và xem chỗ nào mình sai để các bạn chữa bài vào giúp cô. Rồi, và chúng ta chữa bài xong rồi, bây giờ ta sẽ đến với phần bài tập mở rộng trong buổi học ngày hôm nay. Trong phần bài tập mở rộng này, chúng ta có 10 câu yêu cầu các bạn dùng to hoặc enough để điền vào chỗ trống. Và các bạn thấy rằng là đằng sau á, cô có để cho các bạn một cái từ trong hoặc đơn, đó là những cái tính từ các bạn cần dùng. Hay việc của các bạn sẽ để sẽ các bạn sẽ phải xem là 10 câu này các bạn dùng to hay là enough. Chúng ta diễn đạt cái sự đủ hay là cái sự quá thừa để làm gì. Thì bây giờ các bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ nhé.
Rồi, vậy thời gian suy nghĩ bài đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chữa bài. Câu 1. Jim is to ride a motorbike. Jim quá là gì đó? Để đi xe máy. À, vậy Jim đủ trẻ để đi xe máy hay là Jim quá trẻ để đi xe máy các bạn nhỉ? Câu 1 đáp án của các bạn là gì ạ? Jim is too young. Đúng rồi. Jim quá trẻ tuổi để đi được xe máy. Ok. Rồi, câu 2. No more workouts. That's for today. Không tập thể dục nữa đâu. Nó quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Hay là nó quá thừa cho ngày hôm nay rồi. Nào. Câu 2 đáp án của các bạn là gì ạ? That's enough. Chính xác. Ở câu này chúng ta không cần dùng với tính từ hay là danh từ, chúng ta chỉ cần dùng với từ enough để miêu tả cái sự đủ thôi. Nó đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? That's enough for today. Ok. Câu 3. There isn't to make 50 loaves of bread. Nó không gì đó để làm ra 50 cái bánh mì, 50 ổ bánh mì. Thế khi này nó không đủ bột hay là nó không quá nhiều bột các bạn nhỉ? Không đủ hay là không quá nhiều? Câu 3 các bạn dùng đáp án là gì ạ? There isn't. À, nó không đủ bột đúng không ạ? Vậy there isn't enough flour. Bạn nhớ rằng là danh từ flour sẽ đứng đằng sau của enough các bạn nhé. Enough flour. Đó. Câu 4. We were away to hear what he was saying. Chúng tôi đã ở quá xa để nghe anh ấy nói. Hay là chúng tôi đã ở đủ xa để nghe anh ấy nói nhá. Quá xa hay là đủ xa? À, câu này phải là chúng tôi ở quá xa để có thể nghe được những gì anh ấy nói. Vậy ta sẽ dùng we were too far. Rồi, rất là tốt. Câu 5. The forest is that he can't see anything. Cái khu rừng này quá tối hay là đủ tối để cho anh ấy không thể nhìn thấy cái gì cả? Quá tối hay đủ tối nhỉ? Đến mức mà anh ấy không thể nhìn thấy gì cả. À, vậy thì câu 5 phải là gì ạ? The forest is too dark. Đúng rồi, quá tối đến nỗi mà anh ấy không thể nhìn thấy cái gì cả. Ok. Câu 6. He doesn't know. Anh ấy không biết đủ tiếng Anh để nói chuyện với người nước ngoài. Hay là anh ấy không biết biết gì ạ? Enough hay là too? À, vậy anh ấy không biết gì ạ? Đủ vốn tiếng Anh để nói chuyện với người nước ngoài. Vậy ta sẽ có là he doesn't know enough English. Đúng rồi. Enough English to talk to foreigners. Ok. Tiếp. There were and drink for about 20 people. Nó có đủ đồ ăn và thức uống cho 20 người. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có là There was. Đáp án với câu 7 là gì ạ? There was, có đủ thì sẽ dùng với there was enough food. Đúng rồi. And drink for about 20 people. Ok. Câu 8. Trà quá nóng cho tôi để uống. The tea is too hot for me. Đúng rồi. The tea is too hot for me. Ok. Câu 9. Is this box? Cái hộp này có đủ để cho chứa tất cả những cái đồ này hay không? Vậy, is this box enough, big enough? Đúng rồi, chúng ta dùng với tính từ đứng trước của enough. Is this box big enough? Cái hộp này có đủ để chứa các đồ đạc hay không? Đúng không ạ? Và câu 10, I am to talk to him. Tôi đủ ngại ngùng hay là tôi quá ngại ngùng khi nói chuyện với anh ấy nhỉ các bạn nhỉ? Câu 10 đáp án là I am too shy. Đúng rồi, to talk to him. Ok. Và chúng ta có tất cả là 10 câu, các bạn có thời gian để xem lại khi nào chúng ta dùng từ too, khi nào chúng ta dùng enough. Và đặc biệt là trong bài này thì các bạn phải dịch ra xem là ý nghĩa của nó. Khi nào thì mình dùng too với ý nghĩa là quá, còn khi nào mình dùng enough với ý nghĩa là đủ.
Rồi các bạn xem lại giúp cô nhé, sau đó khi ra xem xong rồi ta sẽ chuyển qua phần bài phần bài tập mở rộng trong buổi học ngày hôm nay. Trong phần bài tập mở rộng này các bạn sẽ đến với yêu cầu đó là chúng ta sẽ có phần dịch câu. Sẽ có phần dịch câu vẫn dùng với enough và true. Và các bạn có thời gian để ghi lại bài và trong đó mình sẽ chữa bài buổi học ngày mai nhé. Và buổi học ngày mai cũng là buổi học cuối cùng về chủ đề enough và true rồi. Các bạn về nhà cố gắng chuẩn bị bài tập, sau đó là mình sẽ chữa bài.